Tập 19. Trên thế giới này không có ai hiểu cô hơn cô Dự Định tôi đâu. Xin hỏi lúc đó ai làm khó tôi bắt tôi phải nhận đứa bé? Nếu như không phải tôi lấy ra chi phí 1 triệu để cô giữ đứa bé thì hôm nay trên thế giới này còn có ăn phách không? Ngô Vũ Đình, anh không phải lôi chuyện đó ra để nói. Là anh, là anh năm đó có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên tôi mới làm như vậy. Là anh làm cho con tim của tôi tan nát nên tôi mới rời xa cái gia đình này. Cô nghĩ tôi dựa vào việc có tiền thì cô nói gì tôi cũng tin sao? Cô đi vì kinh tế Trung Quốc được mở rộng, còn bây giờ vì khủng hoảng tài chính nên cô mới quay về nước. Anh đừng sai dễ hiểu biết. Một người phụ nữ như tôi ở đây sống một cách yên ổn là dễ lắm sao? Làm người ai cũng ích kỷ, chỉ vì thấy được tài sản của người khác, không thấy được người ta chịu khổ. Nếu như tôi không có địa vị của ngày hôm nay, cô sẽ quay lại những đứa con gái này sao? Cô hãy nói giá đi. Một lần bức trung, trăm lần bức dung. Nếu như anh không hận em, anh sẽ không ở vậy. Là tôi hy vọng sẽ không có thêm người phụ nữ nào đến chia cắt tình cảm của tôi dành cho con gái. Tôi cũng không dễ dàng để bất kỳ ai khác làm tổn thương con gái của tôi, bao gồm cả mẹ ruột của nó. Tôi hỏi cô lần nữa, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu buông tay? Em xin lỗi, thật xin lỗi. Đến bây giờ em mới biết, năm đó em đã tổn thương anh nhiều tới như vậy. Em biết anh và em sẽ không thể quay lại như trước. Em có thể đi mà không lấy một đồng, nhưng anh có thể giúp em một việc được không? Đừng nói cho nó biết em là ai được không? Tại sao cô còn quay lại chứ? An Phách, Ứng Đông, mang chai rượu này lên gác đi, để mấy người trẻ tuổi bắt đầu uống trước. Chỉ có chút việc phải đi trước đây, đợi đã. Ba, lúc nãy ba nói ai? Bởi vì 1 triệu mà sinh con ra, sau đó thì không muốn con nữa. An Phách, hình như lúc nãy em nghe nhầm rồi. Chúng ta lên trên đi. Ba à, ba nói cho con biết, chị Cao Kỳ này là ai? Những câu vừa nãy hai người nói đều không phải là thật đúng không? Ba à, Ứng Đông, bà quyết đưa cô Cao về nhà đi. An Phách, chúng ta lên trên ăn cơm đi. Đi thôi, lên trên ăn cơm nào. Quyết, đưa tổng giám đốc Cao về khách sạn. Sao rồi? Không sao đâu. Không sao, không sao. Chú xin lỗi để các cháu đợi lâu rồi. Ngày hôm nay có thể cùng ăn cơm với những người trẻ tuổi như các cháu, chú thật sự rất vui. Cảm ơn các cháu thường ngày đã chăm sóc cho An Phách. An Phách nào, quan tâm tới mọi người một chút đi.
Mấy đứa ăn nhiều vào đừng có khách khí. Cao Kỳ là mẹ của con sao? Không phải là ba đã nói với con, từ nhỏ con đã không có mẹ rồi sao? Con không hỏi không có nghĩa là con không muốn có. Hôm nay có nhiều bạn học như vậy, chúng ta không nên nói chuyện nhà. Nào nào nào, bọn họ đều là bạn của con. Chuyện nên biết thì tất cả mọi người sẽ biết thôi. Ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con mà. Cao Kỳ là mẹ của con phải không? An Phát à, trên thế giới này có quá nhiều gia đình không hoàn chỉnh, nhưng tại sao bọn họ đều vượt qua được? Còn có cái để ăn, để mặc, để ở, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu. Đừng là người có phúc mà không biết hưởng. Như vậy đi, sắp sinh nhật con rồi, ba định mua tặng con một hòn đảo ở Maldives làm quà sinh nhật. Con có thể đưa bạn của con đến đây chơi cho vui. Đây là ba bù đắp cho con sao? Mà muốn tất cả bạn của con đều ngưỡng mộ con. Các cậu có ngưỡng mộ mình không? Những thứ con muốn ba đều không cho con được. Ba có biết trong mỗi dịp sinh nhật, khi con phải đối mặt với cái nhà lạnh như băng như những món quà không có ý nghĩa đó, con đã hy vọng biết bao được ba tận tay làm cho con một bát mì đưa tới cho con, nói với con một câu bảo bối sinh nhật vui vẻ. Con ao ước biết bao lần mỗi lần con đổ bệnh có ba bên cạnh con, xoa đầu con rồi nói với con một câu. Tại sao con lại không cẩn thận như vậy? Con hy vọng biết bao và những lúc con buồn, có ba bên cạnh con, chứ không phải chỉ mình con uống thuốc, một mình con ăn cơm, một mình con tự lo cho bản thân mình. Con ao ước con có thể giống như Dạng Gia, có cô Dạng luôn chăm sóc cho bạn ấy, luôn chăm lo cho bạn ấy, ở bên bạn ấy khi bạn ấy lớn lên. An Phách, con ghét ba như vậy, ba khống chế cuộc sống của con, không cho con được nhận mẹ, không cho con có bạn trai, tình yêu như vậy thì con không cần. An Phách, con đừng có quá đáng. Ba nói cho con biết, con đừng nghĩ tất cả mọi điều sai trái đều do người khác. Những thanh niên như các con hoàn toàn không hiểu được khổ tâm của người làm cha làm mẹ. Các con vốn không hiểu ai mới là người thực sự yêu con. An Phách, bà nói với con một lần nữa, con không có mẹ. Từ nhỏ con đã không có mẹ rồi. Con không cần mẹ. An Phách à, An Phách. Tổng giám đốc Ngô, chứ đừng quá xúc động. Chứ bình tĩnh rồi chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Không phải cháu, sợ chú xảy ra chuyện gì sao? Vậy nên cháu ở lại với chú. Thực ra từ sau khi Cao Kỳ xuất hiện, người lo lắng không phải chỉ mỗi mình chú. Anh đứng đông cũng rất lo. Dạo gần đây, cháu luôn giúp anh ấy điều tra về thông tin của Cao Kỳ. Chú thấy đó, An Phách cũng quá là không hiểu chuyện rồi. Bây giờ cho nói cho cô ấy biết, để cô ấy quay lại xin lỗi chú ngay lập tức. Em yêu, em ở đâu vậy? Cậu với con gái tôi có quan hệ gì mà gọi nó là em yêu? Đương nhiên là quan hệ mà chú đang nghĩ tới rồi. Quan đường, cậu nghĩ Ngô Vũ Định tôi là người như thế nào chứ? Tôi nói cho cậu biết, cậu với An Phách nhà tôi không thể hẹn hò với nhau được.
mãi mãi không thể thành một đôi được. Kể cả khi ăn phách không thể gả ra ngoài được, kể cả khi không ai muốn ăn phách thì nó vẫn không thể thành một cặp với cậu. Cậu đừng coi đó mà quan tử, chứ nằm mơ giữa ban ngày. Chú Ngô, cái này thì chú không đúng rồi. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ tự do yêu đương? Chú không phải là những yêu cầu môn đăng hộ đối chứ? Ngô Vũ Định, tôi làm việc gì còn phải để cái đứa cả ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lỏng như cậu vậy sao? Anh không thấy ăn phách nữa, Quế có liên lạc với anh không? Cái gì, không thấy là sao? Đúng vậy. Như vậy đi, bây giờ anh đi tìm cô ấy. Có tin tức gì lập tức gọi điện báo cho anh. Điện rồi có tin tức gì sẽ lập tức báo cho anh. Bye. Vẫn không tìm thấy. Chỗ mấy người sao rồi? Không tìm thấy. Làm sao bây giờ? Một mình anh tìm khắp các nơi rồi. Muộn như vậy rồi, cô ấy có thể đi đâu một mình chứ? Chỗ anh mình cũng không có tin tức gì của An Phách. Chuyện này là đã kích quá lớn với An Phách rồi. Không biết có thể xảy ra chuyện gì. Mọi người đi tìm một cách không mục đích như vậy không phải là biện pháp tốt. Với tính cách của An Phách, cô ấy sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc. Cậu với Vivi về nhà trước, xem cô ấy có thể tự về không. Còn nữa, xem Hữu Hy với Ngô Định Vũ có tin tức gì không. Vậy anh với Gia Gia thì sao? Anh sẽ lái xe đi tìm thử một lần nữa. Như vậy đi, gọi điện cho Mai Bảo và Âu Dương Tiếu xem có thể An Phách đã tìm đến bọn họ không, mà chúng ta trực tiếp đi tìm Ngô Vũ Định đi. Để Ngô Vũ Định đi tìm Cao Kỳ xem có tung tích của An Phách không. Ứng Đông, anh có cách nào liên lạc với Cao Kỳ không? Trợ thủ của anh biết. Việc này để bọn tôi làm đi. Ba cậu với Cao Kỳ có qua lại, cậu cứ như vậy mà qua bên đó không tốt. Chính vì cô ấy có qua lại với ba tôi nên tôi mới dám đến gặp cô ấy. Vừa nãy cậu không ở trong hầm rượu, không biết được người phụ nữ đó lợi hại thế nào đâu. Được, vậy cậu cẩn thận một chút. Được rồi. Đi đường cẩn thận nha. Yên tâm, có mình đi cùng anh ấy. Có chuyện gì thì cứ gọi điện. Thôi bỏ đi, chúng ta về đi. Anh về trước đi. Em muốn đi nơi khác tìm An Phách. Nửa đêm nửa hôm như vậy con gái nghe một mình, làm sao anh có thể yên tâm? Hơn nữa cứ tìm du dơ như vậy thì không tìm thấy được. Kể cả không có manh mối thì chúng ta vẫn phải đi tìm chứ. Bây giờ là lúc An Phách cô độc nhất, cần người quan tâm nhất. Chúng ta không thể vì không có manh mối mà bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy. Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là An Phách đi tìm ai, mà là ai có thể kiên nhẫn đi tìm cô ấy trong giờ phút này. Em quá hiểu cảm giác bây giờ của An Phách. Sự cô độc đó, sự bất lực đó, giống như cả thế giới muốn bỏ rơi mình vậy. Cái sự tuyệt vọng nó, mẹ ruột của mình sau khi sinh mình ra không nói một tiếng mà bỏ đi, qua hơn 20 năm lại quay lại đòi nhận con gái. Nếu như khi ấy thực sự quan tâm thì bà ta sẽ không bỏ đi một cách tuyệt tình như vậy. Nếu như không thể mang lại hạnh phúc cho An Phách thì bà ta quay lại để làm gì? Vivi, anh sẽ mãi ở cạnh em. Anh vĩnh viễn là anh trai của em. Không cần đâu. Em đã có người anh là Khang Tử Duệ rồi. Không cần có thêm một người anh nữa. Nếu như anh thực sự muốn giúp em thì hãy để em đi tìm An Phách. Phòng tổng thống 2882. Cao Kỳ. Không cần đâu. Sao rồi?
không ai nghe điện thoại hết. Em cảm thấy Cao Kỳ sẽ đi tìm ba anh. Ba đã đi Bắc Kinh rồi. Muộn rồi, để anh đưa em về nhà. Không, em muốn ở cạnh anh. Em ở cạnh anh cũng không giúp được gì. Em đã nói sai điều gì sao? Anh xin lỗi, tại tâm tình của anh không tốt. Anh sợ đối diện với Cao Kỳ, phải không? Chỉ là một người phụ nữ, tại sao anh phải sợ chứ? Anh sợ đối diện với sự lựa chọn của ba anh, khi ông phải chọn anh và Cao Kỳ. Từ sau khi mẹ anh bỏ đi, ba là người thân duy nhất của anh. Không ai có thể phá hoại tình cảm của anh và ba. Không ai có thể. Bao gồm cả em sao? Bao gồm cả em. Không được nói lung tung. Anh đã bỏ một người bạn tốt rồi, anh không thể mất đi một thứ đáng quý nào khác trong cuộc đời này nữa, đặc biệt là em. Em biết, sau khi anh đi khỏi nhà hàng qua, tuy rằng anh đã nói không sao, nhưng mà em biết trong lòng anh rất không vui. Có thể nói đây là một giai đoạn của trưởng thành. Thật may vì còn có em hiểu được anh. Anh biết không, dạo gần đây em đặc biệt băn khoăn. Băn khoăn. Em thấy mình không thuộc về gia đình nữa. Rất nhanh thôi cũng sẽ không thuộc về giới trường học. Trong xã hội càng không có vị trí cho em. Em không biết suốt cuộc thì bản thân thuộc về ai. Ba mẹ không hiểu em. Những người bạn tốt như anh chị em ruột này, rất nhanh thôi cũng sẽ chia tay. Ở trong vòng tròn của riêng mình, chúng ta đều sẽ tìm được bạn mới để thay thế. Em nghĩ An Phách cũng nghĩ như vậy. Ngốc à. Những gì em nghĩ đều sai hết rồi. Em thuộc về anh, vĩnh viễn là như vậy. Vĩnh viễn sao? Vĩnh viễn là bao xa? Cái này có phải của cô không? Cô để quên đồ này. Cảm ơn em An Phách. Cô biết tên em sao? Vừa nãy khi giới thiệu tôi đã đặc biệt chú ý tới em. Bởi vì tôi thích hổ phách. Cái này em đeo lên rất hợp. Tôi tặng cho em. Món quà đắt giá như vậy, chúng ta là chỉ vừa mới quen nhau. Mà em đã nhận thì không được hay cho lắm. An Phách giúp tôi tìm được hổ phách. Cũng là duyên phận của tôi và em. Em biết không, thật ra tôi cũng có một đứa con gái lớn như em. Tôi đã không gặp nó hơn 20 năm rồi. Tôi vừa nhìn thấy em thì lại nhớ nó. Nếu như nó đồng ý, tôi thật sự muốn bù đắp cho nó. Chỉ là không biết nó có đồng ý nhận tôi hay không thôi. Có một người mẹ tốt như chị thì cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Em từ nhỏ cũng chưa hề được gặp mẹ. Những món quà mà chị tặng em gần đây cũng đã đủ bù đắp cho em lúc nhỏ rồi. Đây là tình cảm của mẹ. Em chỉ muốn chịu trách nhiệm của một người mẹ, mang tất cả tình cảm của người mẹ trong hơn 20 năm qua bù đắp lại cho con bé.
Trên thế giới này không có ai hiểu cô hơn Ngô Đình Vũ tôi. Chị đi trước đây, đợi một lát. Ba, vừa nãy ba nói ai vì 1 triệu mà sinh con ra, rồi không muốn con nữa. Sao lại có chìa khóa của Ái Phi Ái? Sao anh biết em ở đây? Anh tìm em cả buổi tối, đã tìm rất nhiều nơi. Sao đó trực giác cho anh biết là em đang ở đây. Tất cả mọi người đều đang đi tìm em, nhưng chỉ có anh tìm thấy. Vì em là của anh. Được rồi, được rồi. Chúng ta đừng khóc nữa. Em không cần phải giải thích gì với anh hết. Anh biết hết rồi. Em chỉ giống như một chiếc áo. Giờ thì không ai cần đến em nữa. Sao lại như vậy chứ? Em còn có anh mà. Nghe nói em biến mất, em biết anh lo lắng cho em đến thế nào không? Thật không? Em có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Tất nhiên là thật rồi. Em biết không? Em đã làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Chúng ta đừng khóc nữa. Em biết không, máy bay vừa đáp xuống thì em gọi điện đến, trái tim anh liền loạn cả lên. Anh quả thực đã hết hồn. Hồn vía lên mây, anh muốn nhìn thấy em. Nếu một ngày cũng không thể rời xa em được, thật đó. Anh nói vậy em sẽ không cười anh chứ? Anh tốt với em quá, đó là điều nên làm mà. Anh sẽ tốt với em cả đời. Không phải ba đang ở Bắc Kinh sao? Là ba hết hồn. Quan trọng là trong lòng ba không thể bỏ gì của con. Đúng lúc. Nào, con ngồi xuống ăn cơm đi. Anh đi gọi điện thoại, là việc công được không? Nhanh thôi. Nào, ngồi xuống đi. Thêm giúp tôi ít sữa quy chất. Dạ được. Cảm ơn. Chị hao tâm tổn sức tìm mọi cách để tiếp cận ba tôi, suốt cuộc là vì cái gì? Nếu tôi nói cho cậu biết là vì tình yêu, cậu có tin không? Ai mà tin chứ? Không sao, cả thế giới không tin cũng không quan trọng, chỉ mình ba cậu tin là được rồi. Chị biết tối hôm qua An Phách đã bỏ nhà đi không? Chuyện đúng như dự đoán là phản ứng bình thường. Lẽ nào chị không lo sợ cô ấy xảy ra chuyện sao? Chỉ cần có thẻ ngân hàng trong tay, xảy ra tai nạn lớn nhất cũng có cách giải quyết. Rốt cuộc chị muốn có được gì từ ba tôi? Cậu đoán thử xem. Tôi nghĩ ba cậu cần tôi giúp ông ấy đưa nhà họ Ứng lên thị trường ở nước ngoài. Về phương diện công việc, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết hợp. Nhưng về phương diện tình cảm cá nhân, còn phải xem thế nào đã. Tôi sẽ không để chị làm hại ba tôi. Tôi sẽ nói cho ông ấy biết tất cả mọi việc giữa chị và Ngô Vũ Đình. Cậu cứ tự nhiên. Dù sao tôi đã nói cho ông ấy biết mọi chuyện của tôi từ sớm rồi. Ông ấy còn biết nhiều hơn cả cậu đó. Nói không chừng ngược lại, có thể truyền đạt cho cậu một ít kiến thức, làm thay đổi cách nghĩ của cậu về tôi.
Chị cho rằng ba tôi sẽ tin chị mà không tin tôi sao? Chị có biết quan hệ với ba con chúng tôi thân thiết đến mức nào? Tôi không biết thật, nhưng tôi tin tình yêu ông ấy dành cho tôi có thể tha thứ bất cứ lỗi lầm nào của tôi. Tôi thấy chiếc bình hoa cổ này chắc là quý giá nhất trên cái kệ này, đúng không? Có phải không? Hình như nghe thấy tiếng đồ bị... Ôi trời ơi! Ứng Đông ơi, Ứng Đông, ba giận thật rồi đó. Không phải là con. Ai? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em chỉ hiếu kỳ muốn cầm lên xem thử. Không ngờ lại làm rơi xuống đất. Làm sao bây giờ? Con người khổ vì cuộc sống quá ngắn ngủi, chỉ là vật chất thôi mà. Em đừng để ý tới nó. Tay em không sao chứ? Không sao thì tốt. May mà không sao. Nhưng em làm dở món đồ anh yêu quý mất rồi. Làm sao đây? Em chính là tình yêu trong lòng của anh. Lúc nãy không làm em sợ chứ? Không có, không có thật chứ? Không sao thì tốt. Em đừng động vào. Để anh nói người giúp việc quét dọn. Anh đi tìm người giúp việc. Ứng Đông, con cũng không cẩn thận gì hết. Nhìn thấy rồi chứ? Cậu xem tôi có dám đập nát bức ảnh gia đình các người. Con muốn thử không? Tiểu Đông, mẹ biết thời gian của mẹ không còn nhiều nữa. Mẹ có lỗi với con. Chưa nhìn thấy con tốt nghiệp tiểu học đã phải rời xa con. Mẹ ơi, con trai phải kiên cường lên. Con phải yêu ba con. Việc gì cũng phải nghe lời ba. Con biết rồi. Vì trên thế giới này, con chỉ còn mỗi ông ấy là người thân thôi. Con biết chưa? Con biết rồi. Chiếc nhẫn này là vật mẹ quý nhất. Bây giờ mẹ giao nó lại cho con. Sau này để con trưởng thành, nhất định phải trao cho cô gái mà con muốn chung sống cả đời. Con phải thay mẹ cảm ơn chủ nhân nhận chiếc nhẫn này. Cảm ơn cô ấy đã thay mẹ chăm sóc con đến cuối đời. Cảm ơn cô ấy đã giúp cho Đông Đông bé nhỏ của mẹ được hạnh phúc. Mẹ ơi, đi thôi. Sao vậy? Sao lại nhìn em? Mặt em có gì sao? Em mở ra xem đi. Ừ. Cái này, đây là vật duy nhất mẹ anh để lại. Bà ấy bảo anh tặng nó cho người có thể ở bên anh suốt đời.
Cao Khi khiến cho mối quan hệ giữa anh và ba anh ngày càng trở nên không tốt. Thì giờ anh cảm thấy vô cùng cô độc. Bạn bè rời bỏ anh, ba thì bài xích anh. Nếu một ngày mất đi em nữa, anh thật sự không biết phải tiếp tục sống như thế nào. Ngốc quá, em sẽ không rời xa anh đâu. Không bao giờ như vậy, anh sẽ không đánh mất em. Cho dù xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Sao rồi, có thông tin gì mới chưa? Có phải nói đến chỗ của Cao Kỳ không? Không có. Tối qua cô chủ trốn nguyên cả buổi tối ở Ái Phi Ái. Sau đó Khang Tử Duệ tìm thấy cô ấy và đưa cô ấy về chung cư của anh ta. Tổng giám đốc Ngô có cần sai người đón cô chủ về không? Tùy nó. Tôi không muốn quan hệ giữa mình và nó trở nên xấu thêm. Bên phía Cao Kỳ có động tĩnh gì không? Sau khi Ứng Hữu Kim biết Cao Kỳ xảy ra chuyện đã bắt chuyến bay nhanh nhất từ Bắc Kinh về Thượng Hải. Ứng Hữu Kim dẫn theo Cao Kỳ và Kim Sư, chủ tịch ngân hàng Cao Phú, cùng ăn cơm ở nhà hàng Ngoại Thang. Có lẽ đang bàn chuyện hợp tác thương mại. Xem ra cô ta không chút lo lắng nào về sự an nguy của An Phát Thật. Cô ta sẽ không chịu để yên như vậy. Việc này vẫn chưa xong đâu. Đúng rồi, có phải cậu đang hẹn hò với một đứa bạn học của An Phát không? Ngài nói Âu Dương Tiếu. Cậu đưa cái này cho cô gái đó, bảo cô ta giúp tôi bám sát đám bạn học đó của An Phát, đặc biệt là anh em hàng đỉnh nhất. Dạ, tôi biết rồi. Đi đi. An Phách, An Phách à, đồ trứng thối, em làm anh sợ chết đi được. Bắt được anh rồi. Anh đi đâu vậy? Sao không tạm biệt mà đã đi rồi? Anh sao? Anh đi mua đồ ăn tối cho em. Anh không nỡ để cô công chúa nhỏ của anh ở nhà tuổi thân ăn mì được. Em làm gì vậy? Em nghe thấy nhịp đập của tim anh rồi. Nó nói với em là nó thật lòng. Biết đùa rồi sao? Xem ra em không sao rồi. Phải rồi, đám Vivi nói, nghe nói em không sao nên muốn tới thăm. Bây giờ em không cần ai hết, em chỉ cần anh thôi. Hứa với em, mãi mãi không rời xa em được không? Anh hứa với em sẽ luôn bên cạnh em. Anh đi gọi điện cho đoàn làm phim, báo họ biết anh sẽ nghỉ 2 ngày, anh sẽ ở cạnh em. Em cũng sẽ tắt điện thoại, không nghe điện thoại của ai hết. 2 ngày này em sẽ im lặng ở bên cạnh anh. Em đó, hãy gọi điện thoại cho ba của em đi. Em chạy ra ngoài, người lo lắng nhất chính là ông ấy. Ông ấy sẽ lo lắng cho em sao? Cuộc hôn nhân của họ chẳng qua chỉ là tiền bạc trên chuyện làm ăn, kết hôn, sinh con đều chỉ là công cụ dùng để kiếm tiền mà thôi. Ông ấy là vậy, Cao Kỳ cũng vậy. Coi như em đã hiểu rồi. Từ nay về sau, em sẽ không chuyện gì cũng nói với ba nữa. Em không muốn bị ông ấy điều khiển cuộc đời của em. Em không muốn khiến người yêu của em phải chịu ấm ức. Được, sau này chuyện gì anh cũng sẽ nghe thêm hết. Được không? Anh là người đàn ông của em. Em sẽ không ngang ngược trước mặt anh. Cứ là quyết định của anh thì em sẽ nghe theo anh hết. Lúc nãy khi lái xe về,
Anh đã đưa ra một quyết định. Quyết định gì? Bao nhiêu năm nay đều chỉ một mình anh đi khắp nơi quay phim chụp hình, đồng hành cùng anh cũng chỉ có một vali hành lý, khăn, giấy, mền, gối anh dùng đều là của riêng anh. Sau khi kết thúc tại một thành phố thì sẽ đến một thành phố mới và lại bắt đầu ở một thành phố xa lạ. Vẫn luôn đây, đây mai đó, dạo chơi khắp nơi mà không bận tâm về điều gì. Nhưng bây giờ anh đã có em. Anh muốn dừng lại vì em. Anh muốn tìm một gia đình thực sự thuộc về hai chúng ta. Cuộc sống của chúng ta sẽ yên ổn ở trong ngôi nhà đó. Thật sao? Thật. Mỗi chiếc đĩa chiếc bát trong ngôi nhà đó đều do em chọn được không? Cả anh nữa đều do em quản lý hết. Tốt quá. Chỉ cần em vui là được. Mấy hôm nay anh với anh Phát sao rồi? Tôi và cô ấy rất tốt. Chỉ là cô ấy không muốn về nhà thôi. Có điều tôi muốn dừng lại và cho cô ấy một gia đình. Còn anh, ba anh và Cao Kỳ thế nào rồi? Anh sẽ không có thêm một người mẹ kế nữa thật chứ? Mẹ tôi đã mất bao nhiêu năm nay, ba tôi vẫn luôn không có bạn gái, chỉ có suy Cao Kỳ là khiến ông ấy không kiềm chế được. Đến chủ công ty chúng tôi, ông ấy cũng bàn bạc với cô ta. Ứng đông, chuyện tình cảm không thể ngăn cản được. Hơn nữa, có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không? Cao Kỳ, cô ta có năng lực đó sao? Anh là một nhà nghệ thuật, luôn nghĩ chuyện tình cảm vô cùng tốt đẹp. Cao Kỳ là một người làm kinh doanh, lòng dạ độc ác. Ba tôi cưới cô ta không có lợi gì cho công ty hết. Đúng rồi. Có phải hôm nay Cao Kỳ đã hẹn với anh và An Phách không? Đúng vậy. Một ngày ba tôi không bị cô ta nắm chắc trong tay thì cô ta nhất định sẽ tìm đến An Phách. Vì vậy đồng nghĩa với việc nắm được tử quyền của Ngô Vũ Đình. Anh đang lo Cao Kỳ sẽ mượn ba anh để kích động Ngô Vũ Đình. Cô ta muốn mượn hai người họ để kích động đối phương. Ai cho cô ta lợi ích cao thì cô ta theo người đó. Lần này ngược lại tôi mong Ngô Vũ Đình sẽ thắng. Dù sao họ cũng là người một nhà. Như vậy ba tôi sẽ được an toàn. Ba và ba anh Phách đều là người làm ăn, không dễ bị mắc bẫy như vậy. Con người thì phải đồng lòng. Sáng suốt đến đâu thì não cũng sẽ có vấn đề. Yên tâm đi, chiều nay gặp An Phách tôi sẽ hỏi cô ấy giúp anh. Ngô Vũ Đình. Chào chủ tịch Ngô. Này Tử Duệ, dạo này cậu và em gái cậu có sảnh không? Tôi muốn mời anh em cậu ăn cơm. Có cần phải báo cho anh Phách biết không? Nó giờ còn muốn gặp tôi sao? Nó đã không cần cái gia đình này 3 ngày rồi. Chủ tịch Ngô, ông yên tâm đi. Mấy ngày nay tôi luôn ở bên cô ấy. Thời gian Phách rất nhớ ông. Có một việc tôi muốn hỏi cậu. Hai ngày nay An Phách có gặp mẹ nó không? Không có. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Gặp rồi nói chuyện sau. Tôi sẽ quyết định thời gian và địa điểm, rồi sẽ gọi điện cho cậu. Tạm biệt. Dạ được, tạm biệt. Thấy rồi chứ, tới anh cũng bị lôi vào rồi. Anh đã biết người phụ nữ này lợi hại đến cỡ nào chưa? Lẽ nào anh không lo lắng một chút nào về việc nếu em gặp mẹ mình, em sẽ không vui sao? Bây giờ em đang rất tò mò về bà ta. Sao có thể có chuyện gì chứ? Nhìn chiếc nhẫn mà hậu phát trên tay em là biết em để ý bà ta thế nào. Đúng là ngày càng hiểu em. Nhưng thật ra quan trọng nhất là vì bà ấy có thể chấp nhận cho hai chúng ta ở bên nhau. Vì người bà ấy muốn gặp là chúng ta chứ không phải em. Anh lại không nghĩ như vậy. Có thể bà ta gặp em là muốn nắm bắt được tình hình của Ngô Vũ Đình.
Anh có thấy bà ấy có còn chút tình cảm gì với ba em không? Bà ấy gọi hai chúng ta đến là muốn nói điều gì? Phụ nữ đang yêu không thể nào đoán được. Có thể là đến nói cho em biết Ứng Đông sắp giống như em gọi bà ấy là mẹ rồi. Ai cũng có tuổi trẻ, tình yêu của hai người họ em không quản được. Bà ấy đến rồi. Mẹ nhớ con chết mất. Mấy hôm nay con sống thế nào? Cao Kỳ,